Chúng ta bây giờ mình còn khỏe, mình còn tiện tu. Nếu như mình mà không siêng năng tinh tấn thì sau này mình Recording lớn in tuổi mình progress. sẽ hối tiếc dữ lắm quý vị. Nhớ nghe. Tại vì những đức lo cho nhiều người già, những đức nhìn thấy rõ ràng lắm. Rất là nhiều người già họ hối tiếc lắm. Hối tiếc là lúc còn trẻ của họ không gặp được Phật pháp sớm chút. Đến khi tuổi già không có gặp Phật pháp, tới già rồi khó tu, rồi nghe này kia cũng không có được tiếp nhận sâu, không? Nên bây giờ mình còn khỏe gì mình phải siêng năng, nhớ kỹ siêng năng. Thời gian con người nó mỗi ngày đi qua chứ nó mau lắm. Mình mà giải đãi là mình hối tiếc dữ lắm, thật sự. Tiền của vật chất có nhiều cỡ nào cho nó một hơi thở thở ra không hít vào thì để lại hết rồi. Nhưng cái hành trang mà mình cầm theo đó là mình có tu hành. Nên mỗi ngày niệm Phật lễ Phật này nó nhắc mình và thấy được nhiều thứ hay lắm, thật sự rất là hay. Giống như mà cái tính nhận đức cũng có cái tính mà rất là nhiệt tình, nghĩ rằng là quen đồ thăng đồ, có những cái mình nói chuyện thẳng thẳng rồi mình nhắc nhở người ta thẳng thẳng, khi mình càng tu mình mới thấy không khéo hại mình, làm cái việc mà chưa chắc lợi người mà còn có khi hại luôn mình. Nên mình càng tu tập, mình niệm Phật lễ Phật giết mình, việc này giết mình không làm. Giống như là nói thẳng người, rồi giống như là việc đời tư của người ta mà mình nói để muốn mong giúp người ta nhưng mà chưa chắc giúp mà hại mình, hiểu chưa? Những điều này không nên làm, nó trải qua mình thấy không nên làm. Cái đặc biệt nhất của mình là niệm Phật đi lại nhất. Đó. Nghĩa là mình lo việc của mình, những việc gì mình thấy từ khi là người ta hỏi mình, người ta nhờ mình. Còn nếu không mình xen xen vào chuyện của người ta không khéo họa cho mình. Tại vì nó không lợi cho người mà có khi hại mình luôn. Việc này không nên làm. Nhớ kỹ. Nên cái tâm những đức có những cái những đức nói nó rất là tốt, nghĩ về người ta. Nhưng mà không khéo nó lại thành xấu. Nên ta nói câu là bệnh từ miệng vào mà họa từ miệng ra. Nên đúng là niệm Phật lễ Phật, con người mình mới thấy cái miệng mình nên niệm Phật lễ Phật. Khuyên người niệm Phật lễ Phật hay nhất. Nên nó phải trải qua những thời gian bản thân của mình, phải nhìn nhận. Mà niệm Phật lễ Phật nó mới bình định tâm, nó mới nhìn nhận nha quý vị. Mình không niệm Phật lễ Phật mình sẽ không nhìn nhận á. Không phải chuyện giỡn đâu. Đó. Nên có những người mà tính tình ví dụ như quý vị cũng giống giống như Đức được à? Tôi nói thẳng lắm, tôi vì người tôi nói thẳng lắm, chưa chắc tốt. Tại vì cái nói thẳng đó họ có tiếp nhận đâu, mà mình đi nói thẳng chi cho nó mệt tim, đúng không? Niệm Phật lễ Phật còn ngon hơn. Đó. Mình muốn giúp người ta mà không khéo mình làm cho người ta phiền não, mà bản thân mình còn bị hại. Ta ghét, ta hận mình. Mà người ta đã hận mình, ta chờ cơ hội là ta bụp mình luôn, đúng không? Nên cái đặc biệt nhất của mình là tốt nhất là mình niệm Phật lễ Phật này nhất luôn. Này cái quan trọng lắm mấy vị. Nó mà muốn sửa được cái bệnh đó là nó phải niệm Phật lễ Phật mới sửa được nghe. Nó dịu cái tâm mình, nó nhìn thấu. Nó mà không niệm Phật lễ Phật nó sẽ không bao giờ nhìn thấu được. Nên cuối cùng người tới tuổi già uổng cuộc đời. Nó nói với vị nghe chứ. Chạy đồ này chạy đồ kia, nhảy đồ này nhảy đồ nọ, tới tuổi già hối hận. Tới tuổi già hối hận. Nó đều có cái tốt hết. Nhưng mà cái tốt nào đặc biệt nhất? Cái tốt niệm Phật lễ Phật là tốt nhất. Nên nó nói với vị nghe chứ, nó trải qua thời gian dài,
tất cả những con người mà những đức với họ đã từng biết qua, thời gian dài từ từ họ sẽ trải nghiệm qua cái lời nói những đức, nó khớp y rang à. Nhưng mà nó thời gian nó dài lắm, nên tốt nhất bây giờ mình niệm Phật, lấy Phật. Cái gì cần nói mình đã nói hết rồi, giờ đến lúc mình niệm Phật lấy Phật à. Mình tu tập khuyên nhau niệm Phật lấy Phật à. Nên nếu một người mà bình thường mình yếu một chút đi, mà mình đụng những sự việc mà khó khăn quá, bản thân mình rớt luôn. Nó không bằng là bản thân mình dưỡng cho mình, hiểu không? Cái cây mình nó cũng còn non nớt lắm quý vị, mình mà không lo dưỡng mình, mình đi chạy đồ này chạy đồ kia, tưởng là mình từ bi, cuối cùng cái cây mình nó chết thì sao? Cái cây mình nó đã chết rồi thì sao mình giúp được cây người khác? Thí dụ như mình không có nhà ở, mình làm sao cho nhà người ta quý vị? Tôi hỏi quý vị đó. Mình không có nhà ở làm sao mình cho nhà người ta? Thí dụ như ngôi nhà người ta thì cỡ nào cũng là ngôi nhà người ta. Mình muốn làm cái gì thì mình cũng phải bị trở ngại. Nên cái gì cũng bằng cái của mình. Cái này rất là quan trọng đó. Nên á, bản thân mình nên biết lo cho mình, đừng có nên để thời gian luôn quá uổng. Nên quý vị biết rằng là mình học Phật đó, mình may thay mình có cái cách tu. Bây giờ những đứa bước ra ngoài, những đứa mới thấy ngộ thay, ra ngoài mà mình lại có thời gian dụng công tu nhiều. Nhờ những đức ra ngoài mà quý vị bây giờ tăng lên 3-4 thờ. Thật sự, nếu như mà cái cách tu này mà nói đưa cho quý vị tu đi, quý vị ơi, mỗi ngày coi Phật niệm đến cùng, quý chí một đời bản sanh cực lạc, quắc tu đi. Quý vị coi phải lúc trước được mấy thờ mà tu không có cảm giác nhiều nữa. Bây giờ tu có cảm giác nè, tại vì nó hình ảnh nó câu thúc với nhau. Ngủ gà ngủ gặt cũng ngại, mà bỏ giữa chân cũng ngại. Chứ quý vị biết rằng chúng ta ở bên ngoài mà giờ nào mình cũng vô mình tu ngày 5-6 thờ không có đơn giản đâu quý vị. Không có đơn giản đâu, những đức nói thiệt á. Bây giờ những đức nói về những người nào quý vị quen biết một vị nào đó cũng biết niệm Phật, quý vị thử nói với họ rằng có cái người đó lập một cái room khó một đậu tràng tu trên không trung đặc biệt quá, tập trung cái lượng người tu quá ý nghĩa. Người cũng nên lập cái room, người có duyên người lập cái room, người tu chung đi, nó cũng phát triển gì. Vì thử đi, tím trên đầu móng tay, khi mà vào bước vào để mà tu với quý vị xuyên suốt, để mà cái room này nó phát triển mà tu á, tím trên đầu móng tay. Cái câu gì quý vị biết không? Bặn đó. Cái bặn của mình là cái mà khi cơn vô thường đến, chúng ta không có nói bặn đối với Vua Diêm Vương đâu quý vị. Không nói bặn với Vua Diêm Vương đâu. Khi thọ mạng đến rồi, Vua Diêm Vương say, quỷ vô thường đến, chúng ta nói tôi bặn, chờ tôi. Không có chờ. Diêm Vương nó đòi canh ba thì chúng ta không lưu lại canh tư được đâu. Không có nói bặn với họ đâu quý vị ơi. Nên bây giờ mình nói người ta không có tin đâu. Mình nè, bây giờ những đức nói trong cái phạm vi mà chúng ta nè, là những người nghe đạo nè, những đức mong những người chưa tiếp nhận thì thôi, chuyện mỗi người tự làm thôi quý vị nha. Những đức đang trong cái phạm vi này, những con người hữu duyên này nè, đến một ngày nào quý vị nhận thức được thì cũng đủ duyên. Nên quý vị thấy bây giờ mà tại nhà mình đang tu đó, quý vị đang tu sắp sửa xong, mà có những người ông chồng bà vợ tự nhiên mình đang tu sắp sửa xong kêu mình đứng lên cho tôi lau nhà, hoặc là mình đang tu gì đó trước mặt mình nó quét nhà, hoặc là bắt cái tivi đó banh đồ chơi gì đó, đúng không? Có không đó. Có những người bị gặp phải đó, khi bị gặp phải chỗ này quý vị nói rằng đây mới là cái lúc công phu có hay không.
Đây mới là lúc công phu có hay không. Tại vì mình niệm Phật lễ Phật thì bình thường, nhưng mà trước mặt mình, những cái làm mà trước mặt mình cho nó cháy tay gai mắt, cặp mắt mình nhìn như thế nào. Nên chồng của Lưu Tú Văn, ông thì bị điên, bà thì lo cho ông vất vả lắm, thường thử cái thuốc của ông uống, ông mới chịu uống. Sau này ông hết bị bệnh điên thì bà nghe pháp niệm Phật, ông bắt đá banh, bắt phim Hồng Kông lớn lên, phim kiếm hiệp. Thì ông làm như vậy, bà vào đó tức quá, bà vô bà hỏi ông sao mà ông khảo đảo tôi hoài, từ xưa tới giờ ông khảo đảo tôi bộ chưa đủ sao mà ông cứ khảo đảo hoài. Ông hết điên lúc này, ông nói một câu gì nè quý vị. Bà học tiểu học thì có cái đề của tiểu học, bà học trung học thì có đề trung học, bà học đại học, bà ra trường thì cái đề nó khác. Bây giờ bà muốn làm Phật không? Bà muốn làm Phật thì tôi nâng cấp lên cho bà làm Phật. Kinh không? Khi ông hết bị bệnh điên, ông nói một câu gì đó quý vị. Bây giờ cái câu này trả lại cho chúng ta này, chúng ta muốn làm Phật không? Có những người nói, ủa sao ngủ à? Nhiều người ta tu tu chứ người ta cũng đâu có bị sự cố trở ngại gì dữ quá đâu. Sao mà mình tu sao nhiều sự trở ngại quý. Bây giờ chúng ta nói một câu, quý vị muốn làm Phật không? Dạ muốn. Muốn thì phải trở ngại. Còn người ta đâu muốn làm Phật đâu. Người ta chưa muốn mà. Thì đã là chưa muốn thì nghiệp quan gia thế chủ nhìn rõ ràng chứ. Chưa muốn. Nhưng mà nó cũng đâu tha cho mình đâu. Chờ cái cuối cùng cuộc đời nó xử lý mình một lần một luôn. Cả vốn lẳng lờ nó làm luôn một cái. Còn mình á, là mình tiệm tu từ từ, mình trả từ từ trong cuộc đời của mình. Mà trả thì xong mà mình không chịu trả, giống như thiếu nợ. Mà đến lúc trả nợ thì dùng vàng. Có cái chuyện này kỳ cục quý vị. Nên mới nói là tin nhân quả. Bây giờ mỗi người, mỗi nghiệp và mỗi nhà, mỗi cảnh. Mình tu trong nhà mình, mỗi người, mỗi cái nghiệp, mỗi nhà, mỗi cảnh khác nhau. Thí dụ như bây giờ có những người bị vô trong cái công ty chỗ làm bị thấy. Người ta ngồi, người ta bấm điện tử, người ta chơi này chơi kia, nhưng bị bắt niệm Phật lên, người ta nói tắt. Quý gặp chuyện này bị nói, sao mà tức, sao mà kỳ cục, sao tức quá trời tức. Bị nói, đừng có tức. Vì cái chuyện này nó đồng loạt đông quá, còn quý vị bắt niệm Phật ít quá. Cái người mà bắt niệm Phật như quý vị nó điếm như đồng ngón tay. Đây là chuyện lạ, hiểu không? Ví dụ bây giờ như để làm cư sĩ nè, quý vị biết. Ví dụ như Tết năm nay đi, như đứa chỉ cần cái nhà nào thôi, như đứa rủ một số người quen quen là như đứa bắt nhạc rap lên, như đứa nhảy xung quanh chòm xóm, công nhận nhà chơi vui thì ghê. Không ai nói tới quý vị đâu. Nhưng quý vị thử quý vị bắt cái lo niệm Phật ngay cái cổng nhà quý vị đi. Vì ra quý vị lễ Phật ngay cổng nhà có một chút đi rồi quý vị sẽ biết. Từ khi nhà quý vị có người chết, thông cảm với quý vị à. Còn nếu như quý vị tự nhiên quý vị bắt cái lo niệm Phật ngay cổng nhà quý vị ra quý vị lễ Phật ngoài sân đó rồi quý vị sẽ biết. Nhưng quý vị bắt một cái lo bị bắt nhạc rap, bị nhảy tá lá âm binh, nhưng công nhận cái nhà Tết chơi vui thấy ghê trời. Chắc tôi cũng phải làm theo quá. Nhà con cháu nhà khác này, ba nhà của bác hai nhảy quá trời nhảy. Nhà mình cũng mướn vài cái lo nhảy ba giống nhà bác hai. Thì nó ngộ tay nó lại phù hợp. Nhưng mà nếu quý vị bắt niệm Phật trong cái dịp Tết, mà bị bắt ra ngoài sáng bị lễ Phật, người ta đi qua lại người ta nói cái nhà này cái gì ngộ quá, không phải đơn giản đâu, phù hợp. Thấy chưa? Đó. Nên niệm Phật lễ Phật thì ở trong nhà đóng cửa lại, đừng để nhiều người nghe quá, có khi còn lu bu có chuyện. Thấy chưa? Còn chơi nhạc rap thì ra ngoài sân, ở toan cửa ra rầm 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 rầm, không ai nói bị thử phải không? Tính nhất thì công nhận không? Nó nên mình sống trong cái cõi đời này mình phải biết. Đúng là ta nói dấp thì khôn, té giết thì khôn, bị chữ giết cũng khôn. Còn nếu như mà không nhận thức thì ba chợn luôn.
Chứ sao bây giờ, nó khôn hay là bắt trận là do mình thôi. Thấy quý vị, có những khi nhà Đức nói tôi bận áo sa mi, tôi bận áo thun, nhiều bà Phật tử nói thôi con không muốn thầy vậy đâu, mấy bà không muốn kể mấy bà. Cái chuyện của tôi làm cư sĩ tôi làm sao mà cái sự hành đạo của tôi tiện lợi này, chứ không phải là mấy bà muốn hay là không muốn. Ở trong đây khi tôi gặp chuyện có ai nhào vô giúp tôi không? Đâu có đơn giản. Không, tôi biết tôi đang làm gì, tôi đang biết tôi như thế nào để cho phù hợp, chứ không phải đơn giản. Mà như mấy cô nói mà thích thì không thích, con muốn thầy như vậy không phải như mấy cô nói đâu. Nên không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Cái quan trọng là mỗi ngày như Đức có tu với vị hay không là cái quan trọng. Tại vì như Đức tu tập với mấy cô, như Đức đâu có lấy tiền lương đâu. Nó hướng dẫn mấy cô đâu có lấy lương đâu, đúng không? Miễn làm sao những đức thuận tiện trên con đường hành đạo của những đức thôi à. Hiện tướng làm sao đó là chuyện của những đức, là cư sĩ những đức có quyền làm cho nó phù hợp nhân sinh. Nó thấy ông đi uống cà phê được, tôi cũng uống cà phê được. Ông bận đồ này được, tôi cũng bận đồ này được. Tôi cư sĩ mà. Còn cái chuyện giải thoát thì cái nội tâm của ta nó tở cho quý vị nhiều lắm á. Cho quý vị thử bằng đồ giải thoát đi, bộ đồ giải thoát làm sao bằng cái tâm giải thoát. Bộ đồ giải thoát thì họ lại áp đặt quý vị giải thoát mà, nó áp đặt mình hoài, mình khó nói chuyện vô cùng luôn. Nên cái câu nói cũng hay, đi với Phật thì bằng áo cà sa, mà đi với ma thì bằng áo giấy. Cái quan trọng là cái tâm quý vị là cái tâm gì mới là quan trọng. Nhớ kỹ nghe, nó đỡ bao nhiêu chuyện luôn. Còn hơn là cái gì người ta cũng áp đặt mình. Mình nếu không thông tâm thì mình bị ấm ức tâm, chịu không nổi. Thấy không? Nên quý vị phải nhận thức nha. Đó. Chứ đừng có chấp cứng. Phật pháp là gì? Muôn biến vạn hóa. Nếu như mình không muốn biết vạn hóa thì mình không có trí tuệ. Mà trong nhà Phật học là cái gì? Là cầu trí tuệ. Mà mình thì bị chấp cứng. Chúng ta đều có quyền mà quý vị. Quý vị tu không an lạc, quý vị có quyền tìm cách khác. Quý vị tu có ai ép quý vị không? Có ai cản quý vị không? Không ai làm được điều này. Vì quý vị có cái quyền tự do của quý vị, có quyền tự do tín ngưỡng. Nhưng đừng làm phiền người khác. Thấy không? Ví dụ quý vị sống ở ngoài đời đi, người ta ai cũng bắt nhạc rap thì quý vị bắt nhạc rap, không ai nói quý vị. Nhưng quý vị bắt niệm Phật là quý vị đang làm phiền người khác. Việc này là việc quý vị phải cá nhân, phải gói ghém, khéo léo. Đó. Nên từ nơi đó mà không muốn biến dạng hóa, không đủ trí tuệ thì kẹt lắm. Đó. Nên quý vị bận một cái áo cài sa mà không có tâm giải thoát thì không bằng quý vị bận cái kiếp ngắn mà giải thoát. Cái quan trọng là cái tâm quý vị có tu hay không nè. Cái này mới là cái quan trọng nè. Chúng ta đã bước ra tới đây rồi mà còn lỡ nữa, đúng không? Nên từ nơi đó cái người muốn làm việc lớn là cái người phải nhìn thấu cái cuộc đời này, phải làm sao cho nó phù hợp. Nên những đức mà bận đồ tu trong chùa 15 năm nó cũng quen lắm quý vị. Chứ bận lại đồ khác những đức bận khó lắm. Phải tập lại luôn á. Nó phải tập lại á. Giờ mang đâu dài cũng thấy khó lắm. Ghê không? Nó giống như mới biết đi. Mình mà đi quen thì mình đi nó thấy bình thường, chứ mới biết đi khó lắm. Thấy chưa? Nhưng mà đi được rồi thì chạy. Nên mỗi một con người mình phải phù hợp tùy mình thôi. Miễn làm sao mà cuối cuộc đời của mình đặc biệt. Nên làm sao không biết, người ta nhìn mình sao không biết mà cuối cuộc đời mình đặc biệt. Cái con đường này, con đường này của chúng ta cùng đua con đường dài đi. Mọi người đều có cái quyền tự do, đừng làm những chuyện phạm pháp, đừng làm tổn hại đất nước, làm một công dân tốt đàng hoàng. Nhưng chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng đừng làm phiền người khác. Ví dụ những đức đang ở trong cái phòng này tu đi, phải đóng cửa kính lại, vì nhà cái bên ta đâu có tu đâu, làm động nhà người ta làm gì. Đó. Đó. Nên từ nơi đó động nhà người ta làm chi, mình yên tu còn nó còn đặc biệt hơn. Còn đến lúc mà cái đôi cánh mình nó dài rồi, lúc đó tính sao?
Thấy không? Nó, cái đó là cái quý vị trí tuệ hay không trong cái cuộc đời này đó. Nó, giống như trong nhà mình đi, cái thế lực người ta không tu đông quá, thế lực mình có chút béo à, mình phải khéo léo mình áp dụng để có thời gian. Đến một ngày nào trong cõi đời này thì có những lúc người ta phải trở ngại, mình lại giúp được người ta, lúc đó người ta mới cảm nhận được cái việc tu tập của mình. Còn khi người ta chưa có chuyện gì xảy ra với người ta, mình nói người ta cũng không tin, mình nói làm gì, nói có trở ngại thì mới làm gì. Mình cứ áp dụng làm sao mà mình an lạc tâm đi, mình vui đi. Đó, quý vị, thí dụ như giờ những đức đi tu 15 năm đi, những đức bước ra ngoài những đức cũng tu với quý vị. Bây giờ có nhiều người muốn nói những đức cũng khó nói, nó ngon làm như ổng đi, trong chùa cũng làm như vậy, mình cũng khó làm chỉ giống được. Cuối cùng ra ngoài rồi cũng tu như vậy, thằng này nó bá trợn sao ngủ ghê vậy, chịu không nổi luôn. Thấy chưa? Nên con đường này là quan trọng, là con đường dài. Chúng ta là cùng đua trên một đoạn đường, thì có khởi đầu có những người chạy nhanh lắm nghe. Nhưng mà quý vị thấy cái đường đua không? Có những người chạy xe không? Mới vô chạy quá trời chạy, nhưng mà cuối cùng có khi chút chạy sau cái người mà khởi đầu chậm. Người khởi đầu chậm mà nó đi đều, đi đều 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 đi hoài. Còn mình khởi đầu nhanh mà chút mình lại bỏ cuộc. Không? Tại sao con rùa chứ con thỏ mà tại sao con thỏ nó thua con rùa? Vì con thỏ nó ỷ lại nó nhanh, nó vừa chạy nó vừa uống cà phê chứ. Còn con rùa nghĩ mình chậm nên mình kiên nhẫn, kiên định, bò hoài. Cuối cùng con rùa qua mặt con thỏ. Nên con đường này là chúng ta đi là con đường dài. Mình phải có một cái góc độ chọn lựa, mình mới có sự tín ngưỡng sâu sắc. Mình có mục tiêu chuẩn xác. Quý vị đều có quyền hết. Quý vị học Phật đều có cái quyền quyết định của quý vị. Quý vị có quyền đi chùa, quý vị có quyền không đi chùa, quý vị có quyền tu phương pháp nào, đó là chuyện của quý vị. Quý vị có quyền trì chú, tụng kinh, làm bất cứ cách gì, đó là chuyện của quý vị. Đó. Không ai ép buộc quý vị, không ai câu thúc quý vị. Vì Phật Pháp là tự tại, quý vị tùy theo duyên quý vị mà tu thôi. Còn như những đức thích niệm Phật, những đức khuyên người niệm Phật, thì đâu có bắt buộc quý vị đâu, đúng không? Và chúng ta có duyên thì đến với nhau chơi, không có duyên thì chuyện ai nấy làm. Quá tuyệt vời quý vị. Đó. Đâu ai bắt buộc đâu. Mình đều lớn là mình đều có cái sự thông minh mà. Đâu có ai gạt mình, ai mượn mình bị gạt, đúng không? Đâu có ai gạt mình, ai mượn mình bị gạt. Tại mình bị gạt, mình lại đi tức người ta. Tại vì mình bị gạt là do tại mình. Nếu tính vào nhân quả là vì mình đã từng gạt người ta. Còn nếu nói về cái chuyện mình bị gạt, mình đi tức, mình phải ngồi nghĩ lại để kỳ sau đừng bị gạt. Biết đâu kỳ này mình bị gạt nhỏ, mình lại tránh được cái bị gạt lớn. Và Thượng Tịnh Không, ngài bỏ trong túi 1.000 đô, ngài để lơ lơ lơ, bị người ta móc túi mất tiêu 1.000 đô. Ngài về ngài thiết kế cái túi thắt lưng. Ngài nói rằng người ta lấy tôi 1.000 đô, đó là người ta dạy tôi một bài học để kỳ sau tôi khỏi mắc 10.000 đô. Nên bài học này đáng giá, nên tôi làm cái túi thắt lưng để vô, bây giờ không ai lấy được đó. Nên trong cuộc đời chúng ta phải bỏ ra. Bỏ ra cái gì? Chúng ta phải chấp nhận bị ngu, chấp nhận bị gạt. Nó, giống như bây giờ các cô đi, có khi các cô dạy đứa con gái cô, con gái đâu có tin đâu. Trong khi ngày xưa các cô bị gạt. Gặp cái thằng nói chuyện ngọt ngọt nó gạt. Bây giờ mình nói cho đứa con gái nghe, đứa con gái nói con không tin. Nói sao mày không tin? Vì con chưa bị gạt. Chàng ơi, tao đã bị gạt rồi. Tao bị nó gạt rồi. Tao nói mày tin tao đi, thôi mày bị gạt. Không. Nói sao? Chưa bị gạt. Con đang muốn bị gạt nè. Nó đâu có tin đâu quý vị gì. Nó chưa có được như mình, làm sao nó tin? Mình nói cái này là nguy hiểm, nó thì lại thích mạo hiểm. Nó đâu có tin đâu quý vị, có phải công nhận không? Nên có những khi mình thương con mình mà mình hại về sau còn lớn hơn. Nó thà còn mình nó bị dắt té dài ba cái, lúc đó nó mẹ nói đúng, vì sao con bị gạt rồi. Đúng không? Nó ôi sao mẹ thông minh dữ, mẹ nói mẹ cũng bị gạt te tua, mẹ mới thông minh đó con. Ba cũng bị gạt te tua nên ba mới thông minh đó con. À vậy là ba mẹ cũng bị gạt á? Ai mà không bị gạt con, trong cuộc đời này ai mà không bị gạt. Nhưng mà nói về Phật pháp đó là nhân quả con ơi, đúng không? Vì nghe những cái đoạn chia sẻ này quan trọng chưa? Đừng có đem cái gánh nặng nhiều thứ, đừng có đem nhiều thứ cho mình phải nặng căng tim nữa.
Có những cái mình thương người ta mà thật sự là mình đó là gánh nặng cho mình, mà người ta cũng đâu có cần mình gánh nặng đâu quý vị. Đâu cần mình gánh nặng đâu. Thí dụ bây giờ những đứa ở đây gì, có khi những đứa đã tạo một mối nhân duyên gì, những đứa cứ nghĩ mình phải làm cái gì cho họ phía sau lưng. Những đứa nói tu giết, những đứa nói nè, mày khôn quá, mày đã ra tới đây mà mày còn không chịu tự tại nữa, mày còn đi gánh nữa hả con. Người ta đâu có cần mày gánh đâu. Mày nhào vô mày phụ người ta còn nói mày lo chuyện bao đồng. Mày hãy lo cái chuyện ở ngoài này nè, mày sống cho đặc biệt đi. Để sau này anh em mày nó gặp lại, nó còn thấy mày đặc biệt. Thấy chưa? Chứ thời gian trước còn suy nghĩ Tết năm nay phải mua cái gì, kiếm cái gì để cho mấy cụ ăn. Có khi người ta nói, đụng chuyện tôi nghe, mấy cụ giờ tôi quản lý để cho tôi giải quyết, ông nhào nhào ông đụng vô rồi mấy bả dính mắt ông, tôi nói mấy bả không nghe làm sao. Thấy chưa? Mày thấy chưa? Nó có được gì đâu. Người ta đâu có cần mình làm điều đó đâu. Thấy không? Mà người bên cạnh thì tưởng là mình vậy cũng là từ bi, nhưng mà từ bi thiếu trí tuệ. Thôi mình lo chuyện của mình nè. Những con người đi theo mình, mình lo cho họ một hai người, mình lo đàng hoàng được rồi. Nó 2000 ký buông xuống được rồi, bây giờ gánh 4 ký ha. Muốn đi tìm 2000 ký gánh nữa hả? Tự mà ngồi suy nghĩ đi quý vị ơi, quý vị không? Nó nên mình làm cha làm mẹ, người ta sinh con không sinh được tâm con đâu. Bây giờ biết tu rồi, cái gì buông được buông đi không? Buông đi, đừng có gánh nặng nữa, để cho còn việc gì mình làm được mình làm. Đó là những điều mà chúng ta chia sẻ rất là gần gũi, rất là tự tại. Mọi người đều có quyền tự do quyết định. Quý vị muốn học Phật, muốn đi đâu chuyện của quý vị. Những đức có quyền niệm Phật và quý vị niệm Phật lễ Phật tốt. Quý vị thấy những đức hướng dẫn quý vị, những đức nói rất rõ ràng không? Tôi cũng là cái miệng này nè, nó tào lao nè, nên tôi bị nạn đó. Nhân quả là nhân quả, mà do tôi nói nó không chừng mực đó, tôi bị đó. Tôi chấp nhận điều này chứ. Con người phải dám chấp nhận mình. Điều đó là mình không đặc biệt. Để về sau mình đặc biệt. Sau này có những người nói tào lao, mình nói với họ, anh với tôi giống, tôi ngày xưa cũng nói tào lao nên bị giết. Anh hãy sửa đi, vì tôi cũng cố gắng sửa được. Người anh này hỏi, sửa bằng cách nào em? Niệm Phật, lễ Phật là sửa được liền. Vì cái miệng này không niệm Phật nó sẽ nói tào lao. Mình niệm Phật lễ Phật nó không nói tào lao nữa. Tôi làm được ngay chỗ này. À hay thiệt á. Vậy là anh cũng có cơ hội hả em? Có cơ hội. Vì em ngày xưa còn tào lao hơn anh nữa, lo chuyện bao đồng còn hơn anh nữa nè. Vì em còn sửa được nè anh. Sau này có những người ta hư quá trời hư, ta muốn học Phật, ta gặp những đức, em học giỏi quá, tu giỏi không, em ngày xưa hư lắm, mà em học Phật em sửa được thôi, anh hư không bằng em đâu, anh sửa được chắc chắn, làm năng lên thế không quý vị, đó đừng có cơ hội chứ, không, bây giờ bản thân mình nên cố gắng, quay lại sửa mình cho tốt đi, bằng cách luyện học mỗi ngày, đó là những điều gì thế nhân sinh thưa quý vị, chúng ta đã tự tại hay cả Phật pháp quý vị, quyết định của mình không phải ngoài bộ hành, chúng quý vị hãy đang ai vậy đó, chúng ta gặp nhau các bạn quý ơi, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật, ai vậy đó Phật.